Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương và Bộ Kinh tế các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đã đồng tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam UAE. Tham dự diễn đàn có các tổ chức xúc tiến thương mại và khoảng gần 20 doanh nghiệp lớn của UAE hoạt động trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu tổng hợp, dệt may, nông sản, thực phẩm chế biến, giải pháp năng lượng, xử lý chất thải logistics, phân phối bán lẻ, dịch vụ tài chính, v.v. Phát biểu tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định Việt Nam luôn mong muốn và coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư với UAE. Chính phủ Việt Nam luôn hoan nghênh, khuyến khích và sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp UAE sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trên tinh thần hữu nghị và hợp tác, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị cộng đồng doanh nghiệp của hai nước tiếp tục có sự quan tâm thích đáng và sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước của hai chính phủ để tiếp tục khai thác tốt các cơ hội thị trường, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và UAE. Tại diễn đàn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế UAE Sultan bin Sadiq Al Mansouri đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và các cơ hội kinh doanh đang đặt ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động. Theo Bộ trưởng, thời gian tới, hai bên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hỗ trợ, tạo thuận lợi cho thương mại, cũng như kết nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương. Ngay trong khuôn khổ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam UAE, hai bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam và UAE.